Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh C2 Tư giờ Giỏ của em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Ví dụ này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Cross Bản 1.8G ạ Nó là bản uh, top nhất của dòng xe Toyota Cross đấy ạ Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này Khi mà sang uh, cuối tháng 8 này Đang có các chương trình khuyến mại như nào Thì em sẽ giới thiệu cho em một cách chi cụ thể ạ có em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh C24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, à? tổng món bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, em xin phép được đi vào với chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 746 triệu ạ. Sang cuối tháng 8 này thì đại lý chúng em đang bán đúng giá cho em nhá, với giá đang là 746 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này là mới nói đang là 858 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 270 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 823 triệu. Trả góp thì đang là 236 triệu ạ. Còn ở tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 838 triệu. Trả góp thì đang là 251 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 843 triệu. Trả góp thì đang là 256 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá với đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho mình những tính năng option của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m460, Rộng là 1m825 ạ Còn cao là 1m620 ạ Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m640 Và khoảng sáng cầm xe đó chính là 16,1 cm đi ạ Tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài, rộng và cao nhầm nha Về phần đầu xe của chiếc xe Total Cross bản 1.8G này Nó thiết kế nó khá là nhẹ nhàng Nhưng không kém sự sang trọng và lịch lãm ạ Lối bật về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó có mặt đới cănăng Rất là to bản đấy ạ Có viên xung quanh được mạ chrome ạ thiết kế của chiếc xe Toyota Cross Để em đánh giá đây là sự thiết kế nó rất là trẻ trung và sang trọng ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ có cảm biến góc trước em nha, Nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ. Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn halogen đấy ạ. Và đèn ban ngày thì nó cũng sử dụng là đèn halogen này em nhé Khá là tiếc nó sử dụng là đèn led thì tuyệt vời hơn rất là nhiều ạ. Về đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng đèn halogen ạ. À lỗi đèn led ạ. Đó. Còn về sườn xe Sườn xe của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này Thiết kế nó không phải quá góc cạnh đâu ạ Nó thiết kế nó rất nhẹ nhàng Nhưng kém không kém sự sang trọng ạ Rất nhẹ nhàng và uyển chuyển em nhé Còn về phần bánh xe Bánh xe của chiếc xe Toyota Cross này Nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm Vành nó vành 17 inch đấy ạ Phanh trước xe phanh đĩa Phanh sau cũng là phanh đĩa em nhé các tính an toàn như hệ thống phanh abs phân bố phanh điện tử ld hỗ trợ phanh cần cấp ba hệ thống kiểm soát lực kéo hệ thống cân bằng điện tử xe và có cả cảm biến sáo lốp anh em nhá rất tuyệt vời đấy ạ có cảm biến sáo lốp sẵn rồi đấy ạ về phần sườn xe của chiếc xe này thì nó sẽ là còn bằng ốp nhựa thì ạ không có ốp uh, mẹ chrome ạ à. về phần gương chiếu hậu ạ gương chiếu hậu của chiếc xe toyota cross này nó sử dụng gương chiếu hậu uh, cùng màu thân xe đấy ạ tức là trên đấy sẽ là có À, uh, xi trên gương bằng đèn LED ạ, à. nó sẽ có chỉnh điện, gập điện cùng gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Nó sẽ không có camera 360 độ, cũng như là có cảnh báo phương tiện cắt ngang đâu ạ. À. Về chân kính của chiếc xe này thì chân kính phía dưới cũng như chân kính phía trên bằng dạng nhựa em nhá, không phải chân kính mạ chrome đâu ạ. À. Về phần uh, tay nắm cửa, tay nắm cửa của chiếc xe này sử dụng tay nắm cửa cùng màu thân xe à nhá. Để cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. À. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần trần xe Trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần phẳng ạ, à. nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Nó không có giá lóc khay thành nhé Anten chiếc xe này nó sử dụng là anten vây cá đấy ạ. Để làm... Đây. Còn đây giới thiệu cho anh em sang phần đuôi xe ạ. Đuôi xe của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó cũng không phải quá góc cạnh đâu ạ. Nhưng mà nó cũng rất là nổi bật anh em anh em nhá. Về phần đuôi xe thì nó có cụm đèn nó sử dụng là đèn đèn halogen đấy ạ. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Đó. Và ở phần giữa thì sẽ là có chữ cross đặt ở chính giữa. Nổi lên tạo điểm nhấn của chiếc xe rất là tuyệt vời đấy ạ. Các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này nó sẽ là có camera lùi và cảm biến lùi ạ. Chiếc xe này thì nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ. về cản sau của chiếc xe này thì nó thiết kế nó khá là nổi bật bô chiếc xe này nó sử dụng là bô đơn nhá bô dầu phía dưới đấy ạ cốp của chiếc xe Toyota Cross này nó sử dụng là cốp cơ rồi ạ không phải sử dụng cốp điện ạ ok giờ sang giới thiệu cho anh em về uh, mức tiêu hao nhiên liệu ạ mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Toyota Cross này ở trong đô thị thì đang là 10 lít uh, 10,1 lít ạ ngoài đô thị thì đang là 6 lít 26 cái đập trung bình chỉ có 7 lít 64 rồi ạ có đây giới thiệu cho anh em về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng không gian nội thất là màu nâu kết với màu đen ạ. Tạo ra chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn ạ. Đặc biệt rất là sạch sẽ khi anh em có trẻ nhỏ nhầm nhá. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da đấy ạ. Ghế da chỉnh điện nhá. Ghế da chỉnh điện đấy ạ. Ngồi rất ôm ghế ạ. Ok giới thiệu cho anh em tiếp theo sang phần bên cánh cửa Cánh cửa của xe Cross này nó sử dụng không gian màu đen kết với cả màu nâu đấy ạ Có các nút bấm như lên xung kính cho bốn cánh cửa Khóa cửa chốt kính điều chỉnh bốn mặt gương ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang bên hàng ghế thứ hai ạ Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng giống như hàng ghế đầu tiên nhé Ghế da màu nâu Đó. Ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ có đây giới thiệu cho em về bên hàng đầu tiên này Về phần vô lăng ạ à. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ Được bọc ra sở rất mềm mải ạ à. tất Tích nhập trên vô lăng sẽ có đàm thoải chính tay Điều chỉnh âm lượng Có cả cố đôi control Đó trên đường ga tự động đấy ạ à. Về túi khí bản này nó sử dụng là 7 túi khí em nhá Còn bản đồ tắp lô Chiếc xe này nó sử dụng bản đồ tắp lô TFT 4.2 inch thôi ạ à. Khá là nhỏ Nhưng mà rất là thông tin đầy đủ Thông tin của chiếc xe này ạ à. Về màn hình giải trí của chiếc xe này là màn hình cảm ứng 7 inch nhá. Chỉ có cái lối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Về số loa chiếc xe này nó sử dụng là 6 loa đấy ạ. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động. Có các nút bấm rất là linh hoạt cho anh em. Còn đây là bên ghế phụ này. Cửa gió điều hòa mạ bọc mạ chrome này. Ghế phụ chiếc xe này nó sử dụng là ghế phụ chỉnh cơ nhé. Còn về phần hộp số á, hộp số của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này nó sử dụng hộp số tự động vô cấp đấy ạ. Cho cả 3 phiên bản luôn đấy ạ. Hộp số tự động vô cấp thì giúp cho chiếc xe di chuyển rất là êm ái, mượt mà. Bệ từ tay trung tâm rồi này, có cả cửa gió cho hàng ghế thứ hai rồi đấy ạ. Về phần động cơ ạ, động cơ của chiếc xe Cross này nó sử dụng là động cơ 1.8 đấy ạ. Với công suất cực đại của chiếc xe này đang là 103 kW trên cho 6400 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cơ đài nó đang là 172 Nm trên cho 4000 vòng trên phút ạ. Đó. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về các tính an toàn ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này sẽ là có hệ thống uh, phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh cần cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe uh, hỗ trợ khởi nhân dốc, kiểm soát lực kéo ạ, Ngoài ra thì sao nó có cảm biến xoắn lốp anh em nhé Về túi khí bài này nó sử dụng là 7 túi khí đấy ạ. Và nó sẽ là có hệ thống cảm ứng lùi, camera lùi ạ. Bài này sẽ không có camera 360 độ cũng như các một số các tính năng an toàn của Toyota như là hệ thống cảm biến va chạm này, cảnh báo lệch làn đường này, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn pha tự động ạ, bài này sẽ không có anh em nhé Đó. Về màu sắc xe của chiếc xe Toyota Cross này nó sẽ có các màu cho lựa chọn như sau, như màu trắng mình đang xem này, màu đỏ này, màu bạc, màu xanh, màu nâu, màu đen và màu xám ạ. Ok, vậy do này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Nam để cho anh em sơ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem cho này kìa ạ.